Dạ vâng, em xin mến chào toàn thể anh em. Em xin chào các bác. Hôm nay kênh em lên sóng một ít đẩy nha, bao gồm những chiếc đẩy hàng của Nhật này, đẩy Dam A 100 hàng điện của châu Âu, cũng như là em đang có một bộ đẩy cùng với lại vang số và micro. Đây là bộ tam huyền thoại nha, bộ tam siêu đẳng luôn, đánh karaoke cũng như là hát rất là phê trong cái tầm tiền đối với lại cái bộ đẩy trong clip này các bác ạ. Như đẩy JBL này, model là MPA, mã là 750. Còn bên trên là vang số JBL X6 cùng với lại một bộ Miro Shure PGX4. Đây là bộ 3 siêu đẳng nha, hát karaoke là đẳng cấp VIP Pro luôn các bác ạ. Như đẩy JBL này, hàng của Mỹ xịn, điện xuất châu Âu nha, là điện 220 đến 240V. Còn về phía bên trong này là được chạy 36 con sò, bao gồm 24 con sò lớn và 12 con sò nhỏ nha các bác. Với cấu hình này, các bác có thể chơi full 30, full 40 hoặc là đánh những dòng loa súp hơi bass 50 là căng nét luôn nha các bác. Đó, đánh rất là hay. Còn bên trên này là một chiếc vang số model là JBL X6, dòng nồi địa xịn của China nha các bác. Dòng nồi địa xịn rồi các bác yên tâm rồi, đánh rất là phê trong cái tầm tiền với giá thành là 4 triệu đồng này, đánh rất là hay nha. Hàng nồi địa China là đánh rất là tốt rồi. Như con vang này em đã căn chỉnh rồi, căn chỉnh cũng như là bát chép này, echo này, revert này, cùng với lại là những cái đường cắt súp xuống em đã căn chỉnh hết trơn rồi nha. Đó, các bác chỉ việc mua về là gắn loa vô xài thôi. Nó còn vào phía bên đây là những dải đèn led của vang số này, nháy theo nền nhạc mình rất là đẹp, rất là hay, cũng như là nó tạo thêm cái điểm nhấn đẹp thêm cho cái bộ dàn của mình. Đó, đẩy JBL này đánh rất là khỏe luôn, mã là 750. Cùng bên trên nữa là một bộ Miro Shure PGX4 này, cũng là một tay cầm bên trên, hiện tại là em đã xét cùng với là tần số và test chất âm rất là ok rồi, đánh hét lớn là không có bị bể tiếng hay là không bị vỡ tiếng như là những dòng micro khác đâu. Đó, dây này dây micro màu xanh này em đã chuyển xuống vang số rồi. Các bác mua bộ loa bộ đẩy này về, đó cùng với lại vang số micro nha, kết hợp với loa 3 tấc 4 tấc của JBL hay là những dòng loa của Mỹ hàng châu Âu đó, đánh trên cả tuyệt vời rồi. Em đã xét sẵn sàng hết trơn rồi nha các bác. Đây này, đây là bộ ba của đẩy đây, trong ngày hôm nay đây này, em đã xét sẵn sàng hết rồi nha, cùng nguồn này cùng với lại những chiếc dây em đã câu hết xuống đẩy rồi, cùng với lại đây là đẩy của súp này, còn bên trên là đẩy của loa full nha, câu hết trơn rồi các bác, có loa rồi nha, mình chỉ việc mua về mình xài mình hát thôi. Đó, như bộ đẩy này em cũng xin mua giá từng loại này các bác nè. Đó, đẩy JBL là 14 triệu đồng một chiếc, còn vang số X6 em bao setup bao căn chỉnh luôn nha là 4 triệu đồng cho một chiếc, và cuối cùng nữa là Miro Shure PGX4 hàng của Mỹ xịn nha các bác. Đó, giá là 6 triệu đồng cho một bộ Miro Shure. Đó, tất cả những cái giá này là em đã cân nhắc rồi nha. Đấy, giá này cũng dạng như là anh em bỏ tiền ra nó cũng rất là xứng đáng đồng tiền với số tiền mà mình bỏ ra nha. Nó đánh hay lắm các bác ạ. Đó, bộ này về anh em có loa rồi, đặc biệt là loa bass 40 của JBL kết hợp với lại đẩy JBL là đánh trên cả tuyệt vời luôn nha. Hoặc là mình có thể dùng loa khác này như Phiway hay là những dòng loa của Mỹ xịn khác cũng được, hay là những dòng loa của châu Âu, loa full 30, loa full 40 kết hợp với cái bộ này đều hát ok hết nha các bác. Đó, các bác chỉ việc mua xong rồi báo em là đang xài loa gì để em xét cái vang số lại cho nó đúng cái tần số, nó đúng cái dải của cái loa mà các bác đang xài nha, cũng rất là ok thôi. Rồi, tiếp đến đây là một chiếc đẩy Classic Pro model là CP800. Đó, con này là hàng thương hiệu của Mỹ nha và xuất thị trường Nhật, điện 100V. Em sẽ tháo cái nắp ra cho các bác xem này. Nắp còn đẹp lắm các bác ạ. Đó, đây là nắp, đây là đẩy đây. Còn phía bên trong là ruột gan này, được chạy là 12 sò than Toshiba lớn nha các bác, cùng với lại 3 con sò nhỏ nữa. Đó, 4 tủ lọc nguồn và một cục tăng phô nguồn xuyến đồng 100% nha, rất là xịn sò trên cái dòng đẩy này. Đó, đẩy này các bác có thể đánh được 2 đô bát 20 hoặc là 1 đô bát 40, là căng đếp là đẹp luôn, đẩy 2 cân nha, model là Classic Pro CP800. Đây là mã của đẩy đây. Đã quá thấy không, mặt vàng chanh, vàng đồng rất là đẹp, rất là ống ánh. Đó, con đẩy này hát karaoke cũng như là nghe nhạc luôn. Đó, các bác chỉ việc ghép vang số hoặc là bác ghép đẩy vô này hát thôi. Đó, mặt sau này, mặt sau của USA nha. Đó, dòng này là dòng đẩy của Mỹ, xuất thị trường Nhật, điện 100V. Đó, và không có ghi công suất nha các bác, không ghi công suất ạ. Đó, con đẩy là giá 4 triệu rưỡi một con. Đó, 4 triệu rưỡi nha, đánh rất là hay trên cả tuyệt vời luôn, cực kỳ nét và hay trong cái tầm tiền này. Đánh giá là 4 triệu rưỡi này, chèm 12 sò. Đó, đánh hay lắm, cũng như là nó hay hơn tất cả những cái dòng đẩy trong tầm tiền cùng với 4 triệu, bởi vì đây là dòng của Mỹ xuất thị trường Nhật, điện 100V mà. Nên cái
nên cái chất âm của cái đáy này nó sẽ đặt tiêu chuẩn của nước bên nước của họ nha. Rồi giá là 4.500.000 đồng một con đáy CP800 các bác ạ. Còn kế đến là ba chiếc đáy đam A100, đây là dòng điện đáy của Nhật, điện 100V nha các bác. Nên tình trạng là ba con đẹp như nhau, cũng như là hàng di xịn như nhau luôn. Đó, đây là model này. Đó, đam A100 nhập xịn của Nhật nha. Đó, toàn là chiếc Nhật thôi các bác ạ. Và cái đời đam A100 này là được sản xuất tại bên Bắc China nha các bác. Đây em sẽ soi mặt sau cho các bác xem đây. Đó, mặt sau này. Đó, đam A100 nha, điện 100V. Công suất là 240W. Còn phía bên trên đây là Made in China nha. Đó, dòng là dòng của Nhật và nhà máy đặt bên China. Đó, nhưng mà vẫn là đồ của Nhật hết nha các bác. Em sẽ mở chiếc nắp ra cho các bác xem này. Đó, đồ là đồ của Nhật 100% luôn. Này, thấy không? Đó, đồ Nhật này cùng với lại những con sò và những con trụ đều là đồ của Nhật hết. Còn phía bên đây là một tăng phô nguồn xuyến rất là to. Đó, đồ Nhật xịn nha các bác. Quả tản nhiệt này, hai chiếc quả tản nhiệt. Đó, hai bên. Và đam A100 điện 100V này em cũng xin báo giá luôn nha, là 1.900.000 đồng một con. Em đã có 3 con đẹp như nhau, cũng như là hàng di xịn như nhau nha. Ở đây là nút nút bên đây là nút ba đăng, còn nút bên đây là nút tăng giảm âm lượng này, nút vôn của hai kênh nha các bác. Còn đây là ba lăng này, nút nguồn đây. Đó, cũng còn tương đối là khá đẹp. Rồi giá là 1.900.000 đồng một con nha các bác. Em đang có 3 con này đẹp như nhau và di xịn như nhau luôn. Còn cuối cùng nữa là một chiếc đẩy cũng là đam A100 luôn. Đó, hiệu là BIMIK đam A100. Đây là một dòng đẩy suốt thị trường châu Âu, điện 220V nha các bác. Rồi, và phần đột gan là giống y chang là con đẩy này. Em sẽ mở nắp ra. Đó, đây là nắp nha. Này, nắp của đẩy đam A100 này. Đó, nhìn hai con này y như một nha các bác. Thứ một luôn này. Đó, nó chỉ khác mỗi là điện thôi. Như con đẩy đam A100 này là điện 220V nha, một dòng điện xuất thị trường châu Âu. Còn đẩy bên đây là đẩy đam A100, dòng thị trường của Nhật các bác ạ. Đó, hai con này đều có chất âm như nhau, cũng như là đều cùng mức công suất này, cùng mức sức mạnh, cũng như là cùng chung một cấu hình ruột gan luôn. Như anh em có thể thấy đây, nó cũng là chạy 4 con sò to và 6 con sò nhỏ nha, 4 tổ lọc nguồn, 1 tăng phô nguồn xuyến này. Bên đây cũng vậy, nó chỉ khác muốn là dòng điện 220V và dòng điện 100V thôi. Như con đẩy 220V này em bán là 1.800.000 đồng một con nha các bác. Đó, đam A100 điện 220V, karaoke rất là chất trong tầm tiền rồi. Anh em có thể kết hợp với lại vang cơ hoặc là ma số vô để hát karaoke nha. Đó, giá là 1.800.000 đồng một con đẩy đam A100 điện 220V. Còn phía bên đây là 1.900.000 đồng một con đam A100 điện 100V. Còn Calaxico model là CP800, giá là 4.500.000 đồng một con, hàng của Mỹ xuất thị trường Nhật, cũng là điện 100V luôn nha các bác. Và cuối cùng thế này, đẩy JBL hàng của Mỹ xịn luôn nha, điện 220V xuất trên thị trường châu Âu. Đó, model là MPA, mã là 750. Đó, giá là 14 triệu đồng cho một con. Còn ban số X6 là 4 triệu đồng. Còn cuối cùng là bộ Miro Shure PX4 là 6 triệu đồng. Em vừa đã sắp một số đồ loa đẩy. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt.